Từ siêu được Triệu Tài Công tặng cá khô mặn với mớ mực trứng. Xin chào cả nhà nha. Hiện tại cặp ghe Đức Hà đang về bến nha. Chứ tụi Đực sẽ vô trước. Mình mới hay tin anh Sơn anh cho hay. Giờ sẽ cặp vô bến này nha. Chỗ này trống nè. Hổm rài là mình cách xa nó khoảng nửa tháng rồi. Wow. Chiều Tài Công. Tàu Đực nha. Trong cái chuyến phiêu lưu đợt rồi đó, mình cảm thấy là nhiều cái bất ngờ lắm. Giờ ghe lại đây. Xin nhắc lại nha, nó chạy máy Hino 146 nha. Hộp số 9,5 tô. Chân vịt. Nhớ không? 5 cánh. À, anh Sơn vô phụ tiếp cục dây luôn. Ốm nhộm luôn. Sụp ký rồi nha. Chiều Tài Công bữa nay ốm nhộm à. Phía sau cặp ghe của người ta ha. Bên ngoài tàu cái, bên trong tàu địch. Vô luôn, vô luôn. Cuốn cục dây. Cặp đâu rồi? Cặp bên cái rồi. Cặp tài cãi bên cái rồi nha. Cục dây nha, cục dây nha. 3 cộng. Mũi lái dưới giữa. Vàng da hả? Vàng da. Ốm nhôm luôn rồi kìa. Thức đêm ghét ốm nhôm. Wow. Rồi ok. Xong, bây giờ chờ chiếc tàu cái vô. Hôm rồi mình im không anh Sơn? Cho khán giả biết rồi trời. Cũng được, lấy gai. Lỡ đỉnh ha. Ừ. Dạ. Làm cũng được. Để quay cũng tháng rồi. Bữa dạ. Nay mấy mấy, 2 ngày tháng gì vậy? Dạ. Bữa 19 mình ra đó. Đồ lính về nhà đồ nè. Đấy, rồi, sổng đồ đi trời. Nhớ nhậu nhẹt gì. Ừ. Nhớ vợ con phải không? Nhớ rồi chứ. Mồi để thùng sẵn rồi. Vậy hả? Chút tối mình qua mình xử luôn nha. Để coi Chiều Tài Công có mồi gì đây. Thấy không? Cái nóc vuông hả? Cái nóc vuông. Ừ. Khô mực này thấy không? Khô mực luôn hả? Ừ, khô mực nha. Êm quá. Cua luôn nè. Cua luôn, ủa có cua đó hả? Cua luôn. Ý ra là hay thiệt. Tôm khô luôn. Tôm khô luôn. Thì mực ong chín nữa nè. Thứ gì chịu nổi. Thứ gì chịu nổi. Còn này gì nữa? Này khô mặn luôn. Ăn cháo trắng nghe tới luôn nha. Mùa dịch. Chiếc này thu mua nha. Thu mua kim tàu tải. Dàn ghe Đức Hòa đó. 8 mét mấy ngàn. Dán thủ Phú Quốc. Anh đi tải đồ mấy ghe khác vô đó. Tàu cái tới rồi nha cả nhà. Mình đi về trước bữa đó đó.
cho nên đó là anh Sơn đi theo ghe, mấy bữa nay anh Sơn cũng về luôn. Hổm rài thì cào tùm lum chỗ hết trơn á. Anh nuôi vip. Chỉnh nó cập vô đây rồi. Vô rồi, vô rồi. Minh Tàn tài công tàu cái nha. Đây ốm luôn rồi. Anh nuôi nó ốm như ốm luôn. Bây giờ giá cá nó xuống quá, cho nên là anh em vô sớm luôn. Về xuống chứ mình sát ra luôn rồi mình. Cuộc đấy chịu. Kéo tay rồi, kéo tay rồi. Trên ghe cũng mười mấy tấn đồ nha, cá phân rồi cá chợ mực. Lên nô, lên nô nghịch vô. Kéo đây vô rồi đó, cọp. Con gì vậy? Rồi vô. Ta ở ngoài ngủ cho kéo nó vô nó đứng bó kéo. Rồi vô. Rồi tóm lại. Ba cộng nha. Vậy là có cào dính một cái cây tiếp nha. Đây, cái tiếp ghe của ai không biết nữa, của ông nào vô nhận đi nha. Nói chung thì cũng dài có 10 mét đó tiếp này. Rồi đem về sử dụng luôn, không biết sử dụng được cái gì đây. Bữa đó anh Sơn nói cũng gách cào, nó giá cũng hết nửa ngày. Bây giờ móc đồ chợ lên. Móc mực, móc đồ lên. Đó, mực. Đây đi. Ông lớn nha. Ông lớn. Ăn rồi. Cái nhà mình nói trong nhà luôn á. Vậy là cái cây tiếp tầm mua của ghe nè, thấy không? Đem về chế biến đi, về chế biến nha, tận dụng lại, giữ dần thiệt chứ. Cá chim, cá chép, cọp bữa nay chữa gì? Có được về đâu? Xin giấy mới cho tròn. Không có cho đâu, ở đây luôn rồi. Không có về được đâu ông ơi. Cái nào cho, cho đi, đứng tá mực lên đi. Chưa rồi nó nhảy lên rồi. Rồi ở đây mấy ảnh cân đồ nha. Nói chung thì về đem về nhà ăn á. Rồi bên anh Sơn sẽ trừ tiền sau. Nói chung là gì? Đó là quy luật ha. Thì anh Minh tài công ảnh được nhiêu đem về chơi vợ con.
Wow, mấy clip sau coi nó hay hay mấy clip trước rồi. Rồi chia. Yeah. Chia nhau sống. Chia ra ăn. Cái bật cây vô quá thôi mất. Từ siêu được Triệu Tài Công tặng cá khô mặn với mớ mực trứng. Đó. Cũng có quà vậy. Rồi cảm ơn Triệu Tài Công nha. Rồi ba anh Tâm luôn nha. Anh Tâm là cái clip mình quay ảnh nhảy xuống dưới biển á, ảnh sở phao á. Rồi về mau mau vợ nha, tắm rửa sạch sẽ đi nha, tối mình nhậu nha. Dạ là vứt luôn á chứ. Vậy hả? Rồi anh Minh Tài Công đem máy điện định vị gì lên để lên trên nhà đó. Tại vì phần này là quan trọng, thôi bọn ác á, nguy hiểm lắm. Anh Sơn sẽ chia hả? Dạ. Bật nó mặn ăn mà. Về tặng em bọc đó hả? Ừ, đó, rồi cảm ơn anh Sơn luôn. Đi đi. Dạ. Đi nha. Chút nữa tối nhậu ha. Rồi vậy thì clip này đến đây kết thúc nha. Quay đến đây thôi. Còn nhiều phần nữa nha cả nhà. Còn nhiều cái để chế biến nữa. Từ từ nữa nha. Phần này là phần 37 rồi. Ha.